là chị Hoa là quay lại để làm hỗ trợ làm săn chắc đúng không chị? Chị cánh em là bạn này là ủ thuê được bao lâu đấy? Mẹ đi mới ủ thuê được 15 phút đấy anh ạ. À, thế em điện đàm để chuẩn bị máy cho anh nhé. Vâng. Em chào chị. Lan đưa máy xuống để cấy mặt cho khách nhá. Vâng, chị Lan hôm nay là chị Hoa. À, chị Hoa. À, chị Hoa hôm nay là quay lại để vừa kiểm tra về tình trạng mô mỡ sau cái quá trình làm dịch vụ mắt Filippo đúng không chị? Và thứ hai nữa là vừa làm chăm sóc da mặt. Vâng. Ừ. Hôm nay là em đưa mẹ em đi làm. À thế em à? Làm đây rồi. À. Làm đây 2 năm rồi. À mình làm 2 năm rồi. Đẹp quá nhưng mà thấy rủ dê mẹ đi thì hôm nay đưa mẹ đi làm thì tiện để thì em làm mặt luôn. Vâng, và bên em đang hỗ trợ làm săn chắc để kiểm tra lại mô mỡ cho mình luôn, đồng thời là cũng sẽ xin cái feedback lại nhá. Thì có thể thấy là chị đã làm giảm mỡ được 2 năm rồi và hiện tại là vẫn duy trì được vóc dáng rất là đẹp sau 2 năm làm dịch vụ. Thì cho em hỏi một chút, thì là chị đã giảm được bao nhiêu cái cân lượng mỡ thừa tại vùng bụng và mỗi vòng đang giảm được bao nhiêu cm sau liệu trình? Em thì là toàn thân là em giảm được 14 cân. Và mỗi vòng đang giảm bụng là em giảm được khoảng 18-20 cm rồi đấy. À, cho số đó một vòng đúng không ạ? Nếu như mà chị Hoa không phiền thì em sẽ xin phép là chia sẻ lại một chút về hình ảnh của chị Hoa trước khi làm dịch vụ được không chị? Vâng, đây nhá. Để em đi lấy iPad này. Em đến mẹ chị làm phòng nào nhỉ? Mẹ chị làm ở lát đây cô trà làm ở phòng nào đấy em? Sao này hết giường sao cho chị nằm riêng này. Hôm nay đông quá cho nên là cô cũng làm sắp xong rồi thì tí nữa mình làm mặt xong thì mình có thể xuống gặp mẹ rồi chị nhá. Đấy thì các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây chính là hình ảnh của chị Hoa trước khi làm dịch vụ nhá. À, và xin giới thiệu luôn là chị Hoa đã là sinh được 3 em bé rồi đúng không chị nhỉ? Đấy, thì các bạn có thể thấy là tình trạng mô mỡ rất là nhiều, đặc biệt là cái vùng bụng rất lớn, bụng không được săn chắc. Ngoài ra thì các cái vấn đề ví dụ như là dạn da này và tình trạng da thì các bạn có thể thấy là bị hơi sần vỏ cao một chút trên vùng bụng. Em có thể cho chị xem còn lại cái hình đây. Hình ảnh của chị 2 năm về trước chị có nhận ra không? Tất nhiên là với vùng bụng như thế này thì không giống chị bây giờ một xíu nào rồi. Ngoài ra thì em cũng xin phép chia sẻ lại một số những cái hình ảnh đời thường của chị nhé trước khi làm dịch vụ để các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây chính là hình ảnh đời thường của chị Hoa đây, các bạn nhìn này. Cái này là được chụp lại từ Facebook của chị nha. Đấy, và có thể thấy là trước đây thì chị khá là mũm mĩm đúng không nhờ? Đấy, các bạn nhìn này, đây là hình ảnh chụp lại từ Facebook của chị nhé. Đấy, và ngoài ra thì với liệu trình dịch vụ giảm mỡ bằng tinh chất mắt Filippo là chị đang giảm mỡ trên toàn bộ cơ thể đúng không chị nhỉ? Đấy, thì có thể thấy là sau 2 năm làm dịch vụ thì chị Hoa vẫn giữ duy trì vóc dáng cho đến bây giờ. Chị có cần phải có chế độ kiêng thêm luyện tập nhiều lắm không sau dịch vụ? Không nhỉ, em ngay từ cái lúc làm xong ấy ở đây cũng đưa cho em một cái chế độ ăn cũng không cần phải kiêng đâu. Chỉ là mình chỉ giảm ít cái bớt tinh bột đi thôi đúng không ạ? Đấy. Còn cái gì mình cũng ăn được hết mà. Vâng, đây có thể nhìn thấy là cái vùng eo của chị đang lộ ra cái đường họng eo rất là tốt. Và quan trọng hơn hết là với liệu trình này thì chị thấy là tình trạng cơ thể của mình nó khỏe hơn rất nhiều sau khi làm dịch vụ đúng không ạ? Nói chung là không có mỡ thì tất nhiên là người nhẹ nhàng và thế ạ? Đẹp hơn rồi. Vâng, với liệu trình dịch vụ này thì có thể nói là chị Hoa đã lột xác hoàn toàn sau khi làm dịch vụ và quan trọng hơn hết là mình vẫn giữ duy trì cho đến tận thời điểm này mà không cần mất thời gian kiêng thêm luyện tập. À, ngoài ra với liệu trình này thì chị có thể chia sẻ một chút là quá trình đào thải của chị như thế nào? Lúc mà em làm ý, khoảng được hơn 10 ngày, 15 ngày đấy thì bắt đầu mới đào thải vì em không biết chắc là em do em mỡ nó dày hay sao ấy. Vâng. Mà chậm hơn các chị ở đây đúng không ạ? Vâng. Đến lúc mà thấy nó đào thải thì mỡ nó đen mà nó nói chung là cái mùi nó không mùi khó chịu mà. Vâng. Khó chịu lắm. Nhưng mà được cái là đào thải đến đâu là nhẹ đến đấy. Vâng, và có thể nói là sau khi làm dịch vụ thì với vòng bụng hiện tại thì có thể nói là gần như là phụ nữ mà chưa sinh con vậy chứ đừng nói là đã có 3 con rồi đúng không ạ? Và em thấy là chị trẻ trung hơn rất là nhiều sau liệu trình này. Đúng rồi đấy ạ. Đấy, thì cũng mong qua cái livestream này thì chị có thể là chia sẻ nhiều hơn nữa với liệu trình dịch vụ giảm mỡ bằng tinh chất mắt Filippo để các khách hàng đang quan tâm về phương pháp này có thể tìm hiểu kỹ hơn hoặc là quan tâm nhiều hơn về phương pháp làm đẹp mà nó không xâm lấn, không gây phẫu thuật, không cần nghỉ dưỡng. Đấy, và cũng chúc cho chị có thể là sẽ thành công hơn nữa trong cuộc sống, hạnh phúc hơn nữa và sẽ giữ duy trì được vóc dáng lâu hơn.
À, cảm ơn chị nhá về những chia sẻ ạ. Em và cảm ơn đội ngũ nhân viên ở đây, tại hệ không có thì em cũng béo lắm. Đấy à, vâng.